Thưa quý vị, sau nhiều ngày đợi mong thì 19 vòng cầu tại phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã được hoàn tất với những nét vẽ đầy nghệ thuật tái hiện lại nét văn hóa của một thủ đô ngàn năm văn hiến. Vâng, từ ngày khai trương thì con phố này đã thu hút nhiều du khách, người dân đến tham quan chụp ảnh và hứa hẹn sẽ là điểm đến mới hấp dẫn trong dịp Tết này. Tuy nhiên, một số chi tiết trong bức tranh dân gian Tết đang khiến nhiều người ngạc nhiên. Áo Burberry, quần với họa tiết Louis Vuitton, thắt lưng Gucci hay lồng đèn Chanel. Đây đều là biểu tượng của những thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới được khoác lên trẻ em trong tranh dân gian Việt. Nhiều người tỏ ra thích thú và nể phục sự sáng tạo của tác giả và cho rằng chi tiết này đã tạo nên sự mới mẻ cho tranh dân gian. Thực ra tôi nghĩ rằng thì là mình cũng không nên quá cứng nhắc, bởi vì cuộc sống là phát triển và thực sự những cái thương hiệu này cũng mang lại một cái màu sắc mới mẻ, và trên thực tế thì những các cái bộ quần áo của các cháu này vẫn giữ được cái nét Việt. Theo tôi thì có thể như thế này cũng vẫn được, bởi vì mình theo cái xu hướng là văn minh hóa với lại hòa nhập cùng với lại tất cả các nước thì ta nên làm như thế, thì một mình chúng tôi mà còn có thể các cái mọi người đi du lịch cả toàn thế giới người ta cũng cảm nhận được thì tốt hơn. Tuy nhiên, việc thêm thắt những nhãn hiệu nổi tiếng vào tranh dân gian khiến nhiều người lại cho rằng không phù hợp với một không gian xưa đang hướng đến. Tôi nghĩ rằng là nếu mà đã phục dựng được hình ảnh cổ truyền của dân tộc thì những cái bức tranh như ở đây là rước rồng rằm tháng 8 thì tôi nghĩ là vẫn nên để trẻ con mặc hình ảnh áo bà ba như ngày xưa. Ở đây nó lẫn vào những cái thương hiệu thời trang mới thì có lẽ nó cũng không phù hợp lắm với lại cái phong cách cổ truyền. Cái thời trang mới này trông nó đẹp nhưng mà rất là lạ lẫm. Nó không phù hợp với cái trẻ con của thời xưa. Thì theo cô thì cũng nghĩ là nên để các cháu mặc những bộ đồ của cái cổ ngày xưa thì bức tranh nó sẽ sinh động hơn. Tác giả của bức vẽ thì cho rằng mục đích thực hiện tác phẩm này muốn khuyến khích giới trẻ quan tâm hơn tới giá trị truyền thống. Người ta có thể dễ dàng nhận ra biểu tượng thương hiệu thời trang nhưng lại mơ hồ về các tác phẩm tranh hàng trống, về giá trị văn hóa lưu giữ bao đời nay. Được biết, đây là loạt tranh nằm trong dự án đường bích họa Phùng Hưng do các nghệ sĩ Việt Hàn thực hiện, chùm tranh dân gian giữa phố cổ Hà Nội, nhằm tạo ra một không gian kết nối các giá trị di sản, nghệ thuật và cộng đồng, là điểm đến đặc biệt để thưởng thức các sản phẩm văn hóa, ẩm thực và du lịch. Bức tranh về phố cổ, ở cái phố hàng ngang ấy, về các cái phố mà hàng mã ấy, là những cái phố mà tôi sống từ hồi nhỏ, từ thời thơ ấu, cho nên đã gợi cho tất cả mọi người ở đây là nhớ về cái tuổi thơ của mình, đầy những cái biến động, nhất là cái thời chiến tranh thì chúng tôi sẽ gây những bức tranh gây chúng tôi rất nhiều ấn tượng. Trước đây thì ở đây nó là cái chợ tạm, thế mà người qua lại thế mà rất là không mất vệ sinh, rất là bẩn lắm, môi trường không đảm bảo. Thế nhưng từ khi mà nhà nước xây dựng cái phố đi bộ, phố văn hóa này mà có những cái bức tranh của từng thời kỳ rất đẹp mà nhiều người khách ngoại quốc đi qua người ta đã khen, thì nó làm cái môi trường sạch sẽ, xanh sạch đẹp, không còn cái bẩn ngày xưa nữa. Các tác phẩm truyền tải thông điệp về một thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đang đứng trước những thay đổi to lớn, song luôn gìn giữ truyền thống và tinh hoa văn hóa. Đây là lần đầu tiên nghệ thuật đương đại được đưa đến tương tác với cộng đồng ở không gian công cộng, giúp truyền cảm hứng đến với xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, thúc đẩy những sáng kiến trong việc bảo vệ di sản. Tuy nhiên, điều mà không ít người băn khoăn vẫn chính là ý tưởng để trẻ em mặc hàng hiệu trong tranh dân gian. Liệu đã hợp lý hay chưa?